với mong muốn giúp đỡ học sinh, sinh viên khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, các chính sách hoạt động hỗ trợ, sự nhân văn luôn hiện diện trong các trường đại học cao đẳng có học sinh, sinh viên khuyết tật theo học. Ghi nhận tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 5. Sau một tai nạn giao thông, em Trần Văn Tiến, quê ở Thừa Thiên Huế, bị tật nặng ở chân. Trước ngã rẽ bước chân vào cấp 3, Tiến đã chọn học trung cấp nghề tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 5. Tại đây, Tiến được học song song, vừa học nghề lập trình phân tích hệ thống, vừa học văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên. Những khó khăn ban đầu của một chàng trai khuyết tật 16 tuổi xa gia đình dần được khỏa lấp bởi sự quan tâm gần gũi của thầy cô, bạn bè. Dạ, em thấy là môi trường học tập ở đây là rất là thân thiện, bạn bè rất hỗ trợ rất là nhiều. Em cảm thấy tự tin hơn để hòa nhập với bạn bè. Hiện trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 5 có 5 học sinh, sinh viên khuyết tật đang theo học ở cả hai hệ cao đẳng và trung cấp. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên khuyết tật được học tập, rèn luyện và cống hiến bình đẳng như mọi người trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng. Với em là người khuyết tật về cái vận động thì cũng có rất là nhiều khó khăn về cái cuộc sống cũng như là trong học tập. Nhưng mà cũng là rất vui và rất là biết ơn những thầy cô giáo trong trường cũng như là tập thể bạn đã tạo một cái điều kiện giúp đỡ em về cái mặt vật chất cũng như là tinh thần để em có được cái môi trường tốt để học tập cũng như là rèn luyện những kỹ năng nghề của mình. Luôn tạo cái cảm giác cho em là cảm giác rất là hòa đồng, vui vẻ để cho em cảm thấy được là mình là một phần của xã hội, một phần của cuộc sống. Bên cạnh sự giúp đỡ về vật chất thì việc được hỗ trợ về mặt tinh thần luôn là động lực để giúp các học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực trong học tập. Để kịp thời có những hướng giải quyết, hỗ trợ khi học sinh, sinh viên khuyết tật gặp khó khăn, nhà trường luôn dành sự quan tâm sát sao, nắm bắt cụ thể tình hình, đồng thời cử đội ngũ cán bộ giáo viên theo học các khóa đào tạo, phục vụ cho việc giảng dạy với từng dạng tật đặc thù. Chúng tôi có phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Phát triển cho Người khuyết tật DRD, cũng như là Hội khuyết tật thành phố Đà Nẵng và các cái thành viên khác thì để cho các thầy cô được tập huấn và được tiếp cận với các cái học sinh khuyết tật, xin các cái suất tài trợ cho các em liên quan về học bổng khuyến khích cũng như là các cái máy tính hỗ trợ học tập cho các em. Và về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng phối kết hợp với các cái doanh nghiệp để xây dựng cùng với doanh nghiệp những cái vị trí việc làm phù hợp mà đảm bảo các em khi học tập xong ở trường ra có thể đáp ứng được. Ý chí và nghị lực phi thường của bản thân, cộng thêm sự hỗ trợ quan tâm của nhà trường, thầy cô, đã giúp những học sinh, sinh viên khuyết tật tại đây có thêm động lực vượt qua số phận, đạt được thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh việc hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập, vấn đề tìm đầu ra cho các em cũng là một bài toán khó với các cơ sở đào tạo nghề, các trường đại học cao đẳng rất cần sự chung tay từ phía cộng đồng doanh nghiệp để chắp cánh cho những ước mơ của những cảnh đời kém may mắn.